của thầy ở đây thì đã vượt quá giới hạn rồi. Bản thân của thầy ở đây là đã vượt quá giới hạn, không có giới hạn. Còn làm thế nào để vượt qua giới hạn thì các bạn phải tự làm. Thầy chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Chúng ta sẽ có được phần mềm VMware Workstation, các bạn chọn New, chọn Custom, vô đây chọn version. Mới nói xong, bạn muốn version bao nhiêu? Nếu như bạn chỉ xài cho mình thì bạn có thể chọn version cao nhất. Còn nếu bạn muốn cho những cái VMware khác mà sử dụng lại cái nguồn của mình thì các bạn chọn cái version tương ứng. Và có một cái nữa là các bạn cài hệ điều hành gì thì chọn đúng cái đó. Ví dụ các bạn cài Win thì mình nên chọn máy Workstation này. Còn nếu như một số cái hệ điều hành thì các bạn phải chọn là ESX. Còn ESX là gì? Tìm hiểu thêm giúp thầy. Nói nhiều quá nó rối. Ok. Và mình chọn Next. Trong này nó nói là bộ nhớ của chúng ta ở đây 128GB, 32, 10 card mạng, 8T đĩa cứng. Này là nó giới thiệu một số cái thông số mà mình có thể cấu hình bên trong một cái máy Workstation 16 lớn đến cỡ đó. Mình có đủ 128GB RAM không? Máy thầy có 16GB RAM mà. Được chưa? Đó là khả năng mở rộng của nó. Ở đây phần lựa chọn này, chú ý giúp thầy tí nữa đừng hỏi, cố gắng nhìn lên bảng trước. Tại vì mình hỏi là mình không có chủ động, cho nên thầy không muốn các bạn hỏi chỗ này. Thứ nhất, nếu như bạn xài cái option đầu tiên, tại sao option đầu tiên nó không có? Nó disable, máy thầy không cho. Cái này nó nói gì đây? À, ở đây có một điều rất là hay. Máy này chúng ta đang tạo là máy ảo, nhưng nó sử dụng ổ đĩa CD của chúng ta đó. Nếu mà máy nào mà có ổ đĩa CD thì chỗ này nó enable lên cho các bạn. Và CD này là CD thật. CD thật nha. Máy ảo nhưng mà nó sử dụng CD thật. Thì trước đây chúng ta cài Win, chúng ta sẽ cài trên cái đĩa CD. Thì các bạn bỏ đĩa CD vào thì nó sẽ cài ở đây. Máy của thầy không có CD cho nên nó disable cái này đi. Rồi, cái lựa chọn thứ hai, file ISO. File ISO là gì? Nguyên cái bộ Win của mình cài á, thay vì mình có cái đĩa CD để mình cài thì mình sẽ nén nó lại theo cái định dạng là ISO. ISO. Còn tí nữa làm sao mà có được cái file ISO thì là một cái câu chuyện khác. Và chúng ta có được cái file ISO này rồi thì chúng ta sẽ chỉ cho nó cài theo cái file này. Đây, ISO. Rất là nhiều cái file ISO mà thầy đã chuẩn bị. Ví dụ như là trong máy ảo của thầy, đây, một rừng ISO. Đó, từ Win 2K8, Win Server 2K8, Win 7, rồi Win 10, Win 7, không biết có Win XP, Office, được chưa? Rất là nhiều thứ. Và các bạn chọn một cái phiên bản Win mà các bạn muốn cài. Nhưng các bạn nên chọn ở đây. Tí nữa tao báo sao. Vâng, tí nữa báo sao. Ok, chọn tí nữa báo sao ha. Tí nữa báo sao. Net. Và bạn sẽ chọn giúp cho thầy cài hệ điều hành gì. Nếu như một hệ điều hành mà không có ở đây thì bạn chọn order. Còn nếu bạn cài Win, cài Linux, các bạn có thể cài cài gì nào? Mac OS. Thử nha. Thử Mac OS nha. Ok. Trong này
đối với lại Win có N cái phiên bản Win từ 3.1. Thử trải nghiệm 3.1 coi thử, hồi xưa ông bà mình chứ không phải thầy, thầy chưa xài 3.1. Có nhưng mà ít lắm. Lúc đi học thì có, nhưng mà sau này sinh viên thì không xài 3.1 nữa mà thầy xài Win 95. Vậy thử lên mạng search cho thầy Win 3.1 ISO, sau đó về cài cái hệ điều hành 3.1, xem thử ông bà ngày xưa khổ cực cỡ nào, xài Win nó có cảm giác ra làm sao. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm 3.1, chứ bây giờ trên máy của bạn mà bảo là cài Win 3.1 thì chắc là không ai cài, đúng không? Rồi, ok. Mình sẽ chọn cái Win tương ứng với mình. Trong này nó cả Win Server, Win 1064 hay là Win 1032. Ví dụ mình chọn Win 1064. Win 1064. Không có Win 11 nha các bạn. Không có Win 11 nha. Không có Win 11. Lý do tại sao không có Win 11? Cũng không hẳn. Tại vì khi mà các bạn cài, đa số cái sụp mà các bạn cài Win 11 á, nó là Win 10. Sau khi cài xong nó mới update lên Win 11. Đa số là thế. Bạn cứ yên tâm, bạn cài Win 10 thì sau nó sẽ update lên 11. Và đây là cái tên. Tại vì thầy có Win 64 rồi, cho nên nó để là Win 2. Cái hồi nãy thầy cài rồi đó. Ví dụ như chỗ này thầy để là new. Lưu ở đâu? Lưu ở đâu tùy các bạn. Nếu trên máy tính của bạn có hai ổ đĩa, ổ C và ổ D, mà ổ C thì hết dung lượng rồi, còn ít lắm. Mà cái Win này nó chiếm dung lượng tương đương của một máy thật. Hồi nãy thầy cho các bạn xem là thầy đã nén lại rồi là 18.000. Nó nếu mà chưa nén nó nhiều hơn thì mình đẩy nó qua ổ D. Được chưa? Vậy cái vị trí cài, vị trí mà tạo cái máy ảo này ở đâu thì mình nhớ. Mình nhớ để tí nữa mình cần thì mình chép cái máy ảo này cho người khác xài. Tức là không nhất thiết phải cài, mình cài hết đi, xong rồi bạn mình xài cũng được. Được chưa? Mình phải nhớ vị trí này. Đối với lại cái BIOS của mình á, theo chuẩn cũ hay chuẩn mới? Chuẩn mới. Đây CPU nè, nó đang sử dụng CPU. Như vậy thì mình lấy CPU là một CPU mấy core. Nếu như mình xài chỉ một máy ảo thôi thì theo khuyến nghị của cái VMware. Còn nếu mà các bạn xài nhiều thì các bạn nên giảm xuống một. Còn máy của bạn ví dụ như là Core i7, Core i9, nhiều nhân, nhiều core thì các bạn chọn cái này lớn tí xíu để cho máy ảo nó chạy nhanh. Nhưng mà quay trở ngược lại bài toán lúc nãy, máy ảo nhanh trừ khi máy thực nhanh. Chứ còn mình cho máy ảo ở đây cực nhanh mà máy thực gì? Không nhanh. Lúc mà bật máy ảo lên cái máy thực đứng luôn. Thì máy ảo có muốn nhanh cũng không chạy được. Cho nên là theo khuyến nghị ha, theo khuyến nghị. Khuyến nghị này là cho một máy này. Còn nếu mà chạy bốn máy giống như thầy thì chỉ có một, chọn một thôi chứ không chọn hai. Net. Nó hỏi gì đây? À, nó hỏi RAM nhiêu. Thì lại bài toán về phân bổ tài nguyên. Phân bổ tài nguyên. Như vậy RAM ở đây nó đang khuyến nghị các bạn là màu vàng, màu này, màu xanh. Nếu như bình thường thì bạn chọn màu vàng. Nếu như xài tạm thôi, gớt là khách xài tạm thôi thì xài 1GB. Mà xài được á là 2GB. Mà xài tối đa là 13GB. Máy thầy 16GB. Nó khôn ghê. Nó cho xài máy ảo 13GB, máy thực còn có 3GB. Yeah. Rồi, mình thích thì mình đặt vô đây. Chỗ này không quan trọng. 2GB là 2048. Bạn đặt 1999 cũng được. Nó lấy đúng 1999, không sao hết.
này là ảo, không có vấn đề gì. Cạc mạng, cạc mạng của mình nha, có các lựa chọn, bốn lựa chọn. Các bạn có hiểu được cái cạc mạng này không? Lựa chọn thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư là gì đó. Vấn đề rất hay, rất hay. Tại thời điểm trước đây, nếu như mà các bạn chọn cạc mạng là brick, brick nha. Là gì ta? Brick là gì? À, cái cầu. Máy thực bên này cài hai máy ảo, bởi vì chạy không nổi một cái hệ thống 6 máy giống như thầy. Máy bên này cài hai máy ảo là 4 máy ảo, còn với hai máy thực là 6 máy. Kết nối dây mạng lại thành một hệ thống 6 máy, làm cái bài lab ở trên bảng của thầy. Ok. Một máy của các bạn mà cài 5 máy ảo cộng với máy thực là 6 máy, chạy không nổi. Thì bên này hai máy ảo, bên này hai máy ảo cộng với hai máy thực kết nối dây mạng lại với nhau là thành 6 máy. Với trường hợp bạn chọn cạc là brick, brick là cầu nối. Cái máy ảo của các bạn nó có vai trò cạc mạng như một máy thực. Thì khi bạn cài máy ảo xong, bạn đặt AD xong, thì từ máy thực bạn có thể pin vào máy ảo, bạn thấy máy ảo luôn. Ở trong máy ảo mà chia sẻ dữ liệu là bên ngoài thấy luôn, không có mạng nha, không có cạc mạng đó. Rồi từ máy bên này kết nối qua máy bên kia thấy luôn, bởi vì giống như khi mà mình xài cái cạc mạng này nè, thì ở đây cái script các bạn, cái script nghe tiếng từ này chưa, nghe tiếng từ script chưa, script đó. Đây mấy cục này nè, thấy chưa? Không, cái này đây đây đây, nhìn này, đừng nhìn bên cạnh. Có cái ứng dụng là xài, nhưng mà xài switch ảo, xài ao cây ảo vậy là máy tính ảo cũng có thể. Ừ rồi, ok. Đây mấy cái này nè, đừng nhìn mấy kia. Đây này, đây là switch. Như vậy thì khi mà các bạn chọn switch á, thì coi như cái máy thực của bạn có một dây mạng cắm vô đây, máy ảo của các bạn cũng có dây mạng cắm vô đây, và các cái máy bên cạnh của cả lớp này luôn. Nếu như bạn chọn là switch và tất cả các máy thực là nhìn thấy nhau, thì cả một hệ thống 60 máy luôn. Ví dụ như đây có 40 máy, cộng với mỗi bạn một máy ảo, là phòng này của chúng ta kết nối lại với nhau thành 80 máy. Một hệ thống mạng 80 máy. Nếu như mỗi máy cài hai máy ảo là thành 120 máy. Được chưa? Nếu như các bạn chọn cạc là brick, là máy ảo và máy thực cùng một mạng. Ok. Rồi cái thứ hai, nếu bạn chọn là NAT. NAT. NAT là gì? Network Address Transfer. Vậy lúc này khi bạn chọn NAT thì cái máy ảo của bạn bên trong và máy thực bên ngoài là hai hệ thống mạng khác nhau. Hai hệ thống mạng khác nhau. Hai nền IP khác nhau. Giống như chỗ này, bạn sẽ có một cái switch và các máy ảo, các cái máy client của chúng ta. Ví dụ như chỗ này là switch 1, nó sẽ qua cái switch 2. Switch 2 và máy PC nối vô switch 2, PC nối vô switch 2, và giữa switch 1 và switch 2 mới nối với nhau. Và chỗ này là một mạng khác, chỗ này là một mạng khác. Máy thực và máy ảo cơ bản không thể nhầm. Và máy ảo bên này và máy ảo bên này không thấy nhau. Cơ bản nha. Còn nếu mà thầy cấu hình thì vẫn thấy bình thường. Nhưng mà cơ bản là không thấy nhau. Và cái điều đặc biệt nè, điều cực kỳ đặc biệt, nếu bạn xài brick
bạn kết nối vô hệ thống wifi của trường mình thì bạn sẽ chiếm một IP do cái thiết bị này nó phát ra, màu trắng giữa phòng đó, cái cục đó đó, tức là cái bộ phát wifi, tức là nó chiếm IP của mình. Bây giờ 40 máy thực là 40 IP rồi nhé, thêm 40 cái máy ảo là 40 IP nữa, thêm 40 cái máy ảo là thêm 80 cái IP nữa cho máy ảo. Cái này nó tắt không đủ, nó tắt không đủ cho cái phòng này thôi. Nhưng nếu bạn sử dụng sạc nắp thì bạn chỉ cần một IP cho máy mình đang xài là máy thực, thì bên trong đó nó tự cấp IP cho những máy con, không đụng gì đến cái IP của máy này cả. Cho nên trong phòng này mình xài cho là 80 máy ảo thì đối với lại cái con Hotspot này nó cũng chỉ cấp 40 cái IP cũ thôi, không có gì mới hết, nó không cấp thêm. Nhưng bên trong này mình vẫn ra mạng được bình thường. Nếu như bên ngoài máy thực của mình có mạng internet thì bên trong vẫn có mạng internet, nhưng không có nhận IP từ Hotspot, được không? Đấy. Ở phía dưới hot only là gì? Máy ảo của bạn nếu bạn xài hot only thì bạn không kết nối ra bên ngoài được, mà chỉ sử dụng nội bộ trong cái máy thực đó thôi. Hai máy thực với nhau nhìn thấy nhau, nhưng mà các máy ảo không nhìn thấy nhau, chỉ có nội bộ thôi là hot only. Còn cái này thì sao? Máy của mình à, không có cạc mạng. Ok, chuẩn vào ra cái này nó tương đương với main, cái này nó tương đương với main. Hello. Đúng rồi, trong góc, đúng rồi. Giữa bridge và nắp có gì khác nào? Hả? Giữa bridge và nắp có gì khác? Hỏi cho vui thôi, cất cái điện thoại đi giúp thầy. Ok, cất điện thoại đi nha. Công nghệ để kết nối của chúng ta, cái này là nó khuyến nghị. Còn tại sao mình phải chọn cái chuẩn này? Đây là chuẩn kết nối. Giống như là bạn mua một cái main, là bạn lựa chọn cái main đó, nó là chuẩn kết nối gì á. Ok, tiếp tục ở đây. Nếu như bạn xài máy tính của chúng ta theo chuẩn cũ là cổng IDEA, còn chuẩn mới của mình là chuẩn mới của mình theo cái cổng mà mình kết nối với ổ cứng của mình bây giờ đó là cổng này hoặc là SATA. Còn cổng IDEA là cái dây bus lớn vậy nè, màu xanh, chưa từng thấy đúng không? Còn cái này là chuẩn mới thì nó có một cọng dây nhỏ nhỏ thôi, thường là màu đỏ. Đó, về nghiên cứu lại chỗ này giúp thầy. Và chỗ này là nó khuyến nghị thì mình xài theo cái cách khuyến nghị của nó. Lại nữa, đây là ổ cứng ảo nha. Ổ cứng ảo là bạn tạo ổ cứng mới hay bạn sử dụng ổ cứng đã có rồi. Giống như cái máy hồi nãy thầy cài rồi đó, thì nó có một cái ổ cứng đã cài rồi 18GB á, thì chết cái ổ cứng 18GB cho các bạn, thì các bạn sẽ chọn ở đây để các bạn mở cái ổ cứng của thầy ra. Còn nếu như các bạn cài mới hoàn toàn thì xài trên này. Còn ở dưới là gì? Ở dưới là gì? Ổ đĩa vật lý là sao?
Đây, chỗ này một cái rất thú vị các bạn. Khi bạn chọn lựa chọn là Zero Disk thì nó chỉ tạo ra một cái file. Một file nhé, giống như là file Word, file Excel thôi. Ổ cứng là một file. Được chưa? Còn nếu bạn chọn cái thứ hai thì cái file đó đã tồn tại một file thôi. Còn lựa chọn thứ ba, máy của bạn có ổ C, có ổ D, có ổ O, có ổ F. Bạn lấy ổ D, bạn gắn như đây. Thì máy ảo đang xài cái ổ thực của bạn là ổ D. Bạn xóa dữ liệu trên máy ảo là bạn xóa dữ liệu trên máy thực. Máy dùng đĩa vật lý nữa. Ảo thì ảo, nhưng mà xài thực. Còn nếu không muốn ảnh hưởng thì chọn cái ở trên. Ví dụ như là bạn chép một cái video nào vô, bạn xóa video trên máy ảo thì nó chỉ xóa cái dữ liệu trong cái file đó thôi, giống như là bạn xóa một dòng dữ liệu trên Facebook thôi, không ảnh hưởng gì hết. Còn nếu như bạn xài nó làm máy thực thì khi bạn cài Win lên, dữ liệu trong cái ổ thực đó đó mất hết, y chang như là một máy bình thường cài Win. Nó sẽ biến, nó xài cái đĩa thực này cho máy ảo. Cho nên tất cả mọi sự can thiệp trên dữ liệu là can thiệp trên ổ thực. Nếu như bạn, tại sao mình phải dùng trường hợp này? Tại vì bạn muốn giao tiếp giữa máy thực và máy ảo cho nó nhanh. Mình muốn bỏ dữ liệu gì vô máy thực cái, đó máy ảo cái, mình chép dữ liệu qua ổ D là trong máy ảo có rồi đấy. Từ máy ảo mà mình muốn chép dữ liệu gì ra, mình cứ chép dữ liệu vô cái ổ đó là thực ra máy thực có rồi đấy. Hai cái xài chung mà, xài chung ổ thực, ổ vật lý. Thì tùy trường hợp nha, chứ còn nói là ủa nếu vậy nguy hiểm quá. Tiện lợi rất nhiều, tiện lợi rất nhiều các bạn. Xài máy thực máy ảo chung ổ đĩa cực kỳ tiện lợi. Nét ổ cứng này dung lượng bao nhiêu? Ổ cứng của thầy hôm trước thầy show cho các bạn, ổ cứng vật lý của thầy bao nhiêu đi? 512. Ở đây thầy 60GB. Bây giờ thầy không thích 60GB, 1024GB. Được không? Tại sao được? Máy thầy có 512 mà. Máy này có 512GB thôi. Máy thực á. Mà ở đây thầy xài đến 1024GB. Được không? Mâu thuẫn vậy? Thì xài cái mức mà thầy hay, ok, tốt. Hai, hai số mấy? Em số 10. Ok. Rồi, như vậy ở chỗ này là gì? Bạn có một cái nguồn, được chưa? Cái nguồn này dung tích là 20 lít. Bạn thả như đây cho thầy một cái bong bóng. Bong bóng cực bự nha, bong bóng mà không hết á. Cái bong bóng nhỏ chút xíu này không có. Tại bong bóng nhỏ chút xíu là hồi nãy là 512 mà tài tài 60 ghi. Thì nó chỉ vậy thôi. Ok. Bạn bỏ vô đây cho cái thùng một cái bong bóng, hay thùng 20 lít. Và cái bong bóng của bạn là siêu to, khổng lồ. Nhưng mà chưa thổi lên nha. Như vậy thì cái bong bóng này, nếu như mà bạn bỏ vô đây chắc thì nó cũng vậy thôi đúng không? Nó lép lép vậy thôi thì chưa thổi lên mà. Và bên trong này thầy đã xài hết từ đây rồi, thầy đã xài hết một phần rồi. Cái này là đã xài rồi, mặc dù là này 20 lít thì còn khoảng cỡ 15 lít thôi. Thì cái bong bóng này nếu mà thổi lớn lên hết cỡ là gì? 15 lít. 15 lít không khí hết rồi. Cho dù cái bong bóng này là 100 lít, để nó chứ, vô cái phòng này xài tối đa là 15 lít thôi. Ở đây cũng vậy, bạn tạo cái ổ cứng lớn cỡ nào thì nó cũng chỉ có 4kg thôi, 4kg thôi. Mới tạo á, đó là một file, đó là một file, cho nên dung lượng của nó là một file cơ bản.
4 ký. Sau khi cài win 10GB, 15GB. Sau khi cài thêm office, sau khi chép dữ liệu vô lên 50GB là bình thường. Không? Cái bao của mình á, mình bỏ vô. Một trái ổ thì nó là trái ổ. Mình bỏ vô 50 ký khoai thì nó là 50 ký khoai. Mình bỏ vô nhiêu nó lên nhiêu. Ok. Như vậy chỗ này chúng ta thường thay khoảng cỡ 60GB. Cho phép ổ đĩa của chúng ta bành trướng hơn 60GB. Mặc dù mình tạo 60GB, nhưng mà nếu mình cho phép ở đây là cái khoảng trống của mình xài hết cỡ thôi. Còn nếu mình không có cái này thì nó xài đến 60GB nó dừng. Tùy ha. Mình muốn sao cũng được. Ổ cứng của mình một file duy nhất hay là chia ra làm nhiều file nhỏ. Nhiều file nhỏ để làm gì? Trừ khi mà mình muốn chép cho máy khác. Một file lớn nó 50GB, mình chép lâu quá thì mình cho nhỏ, mình chép nhiều file. Ví dụ bạn chép qua USB chẳng hạn. Còn bây giờ mình không cần đâu, mình cho một file thôi. Được không? Rất là nhiều option ha. Nãy giờ mình chọn typical là xong hết rồi. Không có gì để giải thích hết. Rồi tiếp tục. Ổ đĩa này có tên là gì? Bạn muốn đặt tên gì đặt. Đây là tên nó khuyến nghị. Và nó có cái đuôi là WMDK. Bạn tìm đến cái tên này là cái ổ đĩa đó. Net. Tổng hợp lại, summary lại. Máy của mình Win 64 bit, Win 16 bit. Xài workstation 16. Sẽ cài Win 16. Ổ cứng 60GB, RAM 2GB, card mạng brick, CPU 2 core. Có USB, có DVD, có card máy in, có sao card. Mở nhạc trong máy ảo, nghe ngồi máy thực. Nó xài sao card của mình luôn. Rồi, kết thúc. Được chưa? Đây là máy ảo. Bấm chạy nha. Nhìn trong này giúp thầy. Rất là khó nhìn nha. Đó đó, gì đó? Ở đây nè. Lúc mà cài lên, tại vì của mình ở đây nó chưa có hệ điều hành. Cho nên nó ra dây gì này. Chưa có hệ điều hành. Nó cài, nó chạy lên nó không thấy được hệ điều hành để nó chạy. Nó không thấy được. Vậy chỗ này chúng ta sẽ tắt đi và đặt cái hệ điều hành vào. Đây. Lúc nãy máy tính của mình là Win 10, ổ CD của mình đang bỏ trống. Không có gì hết. Thấy bấm vô đây nè, bấm vô CD nè. Dạ. Nó không có gì hết. Thì bây giờ mình sẽ chỉ xuống đây. Chỉ vô đây cho thầy. Tìm đến máy ảo và mở cái Win 10 ra. Mở Win 10 ra. Ok. Connect lúc bật máy. Rồi. Mở máy lên lại. Rồi gì đây? À, bấm một phím bất kỳ để cài. Thế là cài Win. Được không? Ok, như vậy chúng ta tạm dừng chỗ này. Và các bạn sẽ cài VMware tạo máy ảo. Đó là bước đầu tiên. Và bây giờ nè, có một điều lưu ý nữa là con chuột của các bạn á, nó có hai con chuột nha. Nếu bạn xài máy ảo thì nó sẽ có hai con chuột. Thứ nhất là con chuột bên trong máy ảo. Khi mình click, mình kéo chuột ra khỏi cái vùng biên, các bạn thấy có hai con không? Có. Hai con nha. Đó.
Đây nè, hai con nè. Con này là mấy thực? Con này là mấy ảo? Nó ra đến điên cái gì? Bên đâu? Khi mình đưa chuột vô, mình rà chuột vô đến đây. Ví dụ như mình rà trên này đi, rà chuột vô, thấy nó bắt chuột mấy ảo lên đây. Đó, rà xuống đây, ok. Rồi, trường hợp nè, thầy đang có cái phím nóng để thầy zoom cái màn hình lên, và cái ứng dụng đó nó đang được cài trên máy thực. Ứng dụng đó đang được cài trên máy thực đây, và phím nóng là control số 4. Thầy ở ngoài máy thực, thầy nhấn control 4 nó lớn lên, control 4 nó nhỏ lại. Thầy đưa con trỏ vô đây, thầy lấy chuột vô, control 4 không ảnh hưởng gì hết. Bởi vì con trỏ bây giờ nó nằm trong máy ảo, thì máy thực mất focus, không liên quan gì hết. Chú ý chỗ này. Software. Đợi thầy tí, thầy chuyển cho các bạn cái